Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với lại video tiếp theo của team HTD Research và mình là Minh Tiến. Phải nói chính xác là xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với lại video đầu tiên của năm 2024 được đăng tải trên kênh HTD Research Team do Minh Tiến phụ trách. Cho mình gửi lời chúc tới tất cả các bạn. Chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới dồi dào sức khỏe, một năm mới có nhiều những chiến lược, nhiều những nước đi để chúng ta có thể là gặt hái thành công trong năm 2024 này, và đặc biệt là chúng ta sẽ có nhiều những cơ hội hơn trong năm 2025 các bạn nhé. Ok, thì như các bạn đã thấy thì nhìn lại quá khứ năm 2023, chúng ta thấy được rằng là những cái thăng trầm đúng không các bạn, những cái biến cố trong thị trường crypto trong năm 2023 đã được thể hiện ngay trên chart giá của BTC như trên màn hình của các bạn đây. Các bạn thấy được rằng là năm 2023 BTC của chúng ta đã có một sự tăng trưởng trong sự hoài nghi của rất là nhiều người. Sau đó thì các bạn thấy được rằng là cũng có những pha điều chỉnh chớp nhoáng làm cho chúng ta giật mình đúng không ạ, bằng những ngân hàng thông tin, những ngân hàng sụp đổ do cái vấn đề đó là Fed liên tục tăng lãi suất đúng không ạ. Sau đó thì lại phục hồi trong sự nghi ngờ hàng của hàng hàng bao nhiêu người đúng không ạ, hàng bao nhiêu nhà đầu tư trong thị trường crypto này, và sau đó thì lại điều chỉnh và sau đó lại phục hồi. Như vậy là nếu như các bạn nhìn cái chart giá của năm 2023, chúng ta đã thấy được rằng chúng ta đã trải qua rất là nhiều những thăng trầm. Nhưng mà các bạn thấy cái xu hướng chung của năm 2023 đó là xu hướng tăng. Tưởng chừng là năm 2023 sẽ là cái khoảng thời gian mà chúng ta chỉ chứng kiến thị trường chúng ta có một sự phục hồi sau một cái khoảng thời gian mà nó đâm khá là mạnh từ gì ạ? Từ cuối năm 2021 cho tới tận gần hết năm 2022. Đúng không bạn? Nhưng mà chúng ta lại thấy được rằng là năm 2023 vừa rồi lại là một năm thị trường chúng ta tăng trưởng đầy ấn tượng. Ngay là đến thời điểm hiện tại thôi, khi mà kết thúc năm 2023, chúng ta đã thấy BTC đã tăng trưởng tới tận vùng giá 42, 43 nghìn, và thậm chí là có những lúc đã chạm tới cái vùng giá 45 nghìn USD rồi. Thì đến thời điểm hiện tại các bạn thấy được rằng là BTC thì vẫn đang sideways vùng giá 42, 43 nghìn, vẫn đang tạo điều kiện cho những đồng altcoin đang có sự tăng trưởng. Và đến thời điểm hiện tại thì có khá là nhiều những câu hỏi được đặt ra các bạn ạ, liệu rằng thị trường chúng ta có cái pha điều chỉnh nào nữa hay không, có cú sập mạnh nào trước khi mà thị trường ta bước vào giai đoạn uptrend hay không. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề đó các bạn nhé. Trước khi mà thảo luận cái chủ đề đó thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua BTC một chút ở thời điểm hiện tại, xem rằng là BTC ở thời điểm hiện tại nó đang như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cái chủ đề rằng là thị trường ta liệu rằng có pha điều chỉnh nữa hay không các bạn nhé. Thì thời điểm hiện tại khi mà các bạn nhìn vào chart giá của BTC thì các bạn thấy là trong vòng 2-3 ngày trở lại đây thì đã bắt đầu xuất hiện cây nến xanh quay trở lại, khi mà giá BTC gần như là chạm vào cái đường Moving Average ở phía dưới ở cái vùng giá đó là 41.300 USD. Trong video ngày hôm trước thì mình cũng đã thảo luận với các bạn rằng là BTC khả năng sẽ điều chỉnh về cái vùng giá đó là 42 hoặc là thậm chí là 41.000, sau đó thì sẽ có một sự phục hồi quay trở lại đúng không bạn. Và đến ngày hôm nay bạn thấy rằng có 3 ngày liên tiếp BTC đã phục hồi quay trở lại và bây giờ thì đang giữ được cái vùng giá đó là 42.700 USD. Tiếp theo, nếu như các bạn mà quan tâm tới vốn hóa BTC thì các bạn thấy được rằng là thời điểm hiện tại vốn hóa của BTC nó đã không điều chỉnh mạnh giống như 9 ngày liên tiếp trở về trước. Bạn thấy được rằng liên tục xuất hiện cây nến đỏ, thay vì đó là trong vòng 2 ngày trở lại đây thì chúng ta lại thấy được rằng là BTC đã xuất hiện cây nến màu xanh, tức là phần trăm vốn hóa BTC đã xuất hiện cây nến màu xanh và chúng ta cũng đã chứng kiến BTC có sự phục hồi quay trở lại. Đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn thấy BTC là gần như là vẫn là đi sideways ở cái vùng giá từ 41 đến 43 nghìn USD thôi. Để làm gì các bạn? Để tạo điều kiện cho những cái đồng altcoin thời điểm hiện tại có sự tăng trưởng đúng không các bạn? Và nói là tạo điều kiện nó không đúng lắm đâu các bạn ạ, vì thời điểm hiện tại chúng ta đang cảm giác rằng là thị trường ta đang có vẻ như là đang khá là phân vân giữa cái khả năng đó là Bitcoin ETF Spot được chấp thuận hay là không được chấp thuận. Theo cá nhân mình ấy, thì nếu như Bitcoin ETF Spot được chấp thuận thì khả năng thị trường ta hoặc là BTC sẽ có một cú pump ít nhất là dựng một hai cây cột khá là mạnh đúng không bạn, sau đó thì chúng ta mới thấy rằng là thị trường ta sẽ có những pha điều chỉnh của nó trước khi mà nó bước vào giai đoạn tăng trưởng. Theo cá nhân mình thấy là như vậy, hoặc là có thể là cũng sẽ tăng trưởng thêm một đoạn nữa đúng không các bạn, sau đó thì bắt đầu có pha điều chỉnh chẳng hạn đúng không. Thì nếu như mà trong trường hợp mà xét không chấp thuận thì khả năng là BTC chúng ta sẽ có cái cú đâm và chúng ta sẽ thấy BTC xuất hiện vài cột nến có thể là sọc rất khá là dài các bạn ạ. Các bạn thấy được rằng là ví dụ là trở lại vào khoảng thời gian đó là gì ạ? Đó là vào ngày 11 tháng 12 đúng không các bạn? Các bạn thấy được rằng là BTC đấy, các bạn thấy là cũng có một cái pha điều chỉnh sọc một cây nến rất là mạnh này, mặc dù là chúng ta thấy là trong tin tức ở cái thời điểm đó nó cũng không phải là một cái tin tức gì nổi cộm cả đúng không?
các bạn thấy được rằng là sọc một cái cây từ 43.800 về thẳng tới cái vùng giá đó là 40.200 và làm cho cả thị trường ta gần như là hết hồn thời điểm đó, đúng không? Đó, thì sắp tới thì nếu như Bitcoin ETF spot không được thông qua thì khả năng cao chúng ta sẽ chứng kiến BTC có những cái pha sọc một cây nến như vậy. Thì đến thời điểm hiện tại, nếu như có câu hỏi đặt ra rằng là liệu có nên đầu tư BTC, đầu tư altcoin để có thể đón cái sự kiện Bitcoin ETF spot hay không, thì để đưa ra lời khuyên thì khá là khó các bạn ạ. Thì thời điểm hiện tại thì các bạn thấy được rằng là có rất là nhiều những cái chuyên gia phân tích, nhận định và cho rằng là Bitcoin ETF spot sẽ lên tới là hơn 90%, thậm chí là 99% là cho rằng là Fed sẽ thông qua, đúng không? Vì thế là đến thời điểm hiện tại, nếu như các bạn có niềm tin mà sẽ có được thông qua thì chúng ta có đầu tư, thì cá nhân mình thấy là chỉ đầu tư khoảng tầm là 20-30% vốn thôi. Nếu như mà được thông qua rồi, chúng ta biết được cái thông tin đó rồi, thì nếu như các bạn mà muốn ăn cái sóng ngắn khoảng tầm 1-2 tuần sau đó thì cá mập cá voi nó nhảy vào chốt lời, thì chúng ta sẽ có thể là mua thêm, đúng không? Nhưng mà theo cá nhân mình thấy, nếu như mà đã mua khoảng tầm là 30% vốn mà khi mà Bitcoin ETF spot được thông qua mà đã dựng cột ra có lãi rồi, thì theo cá nhân mình ấy, thì cá nhân mình thôi thì mình sẽ chốt các bạn. Còn các bạn thì đấy tùy chiến lược mỗi người các bạn nhé. Ok, thì đấy là tình hình của BTC ở thời điểm hiện tại cũng như thị trường ta ở thời điểm hiện tại. Trở lại để nói về cái chủ đề video ngày hôm nay đi. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta có một cái biểu đồ, đó chính là Bitcoin Cycle Master các bạn ạ. Và các bạn quan tâm đến cái đường màu tím này cho mình, và cái đường màu tím này thì có cái tên chính là Fear Market. Thì các bạn thấy được rằng là cái đường màu đen chính là chạt giá của BTC. Và các bạn thấy sau khi mà BTC đã lập một cái đỉnh vào năm 2011, và sau đó thì các bạn thấy được rằng là đã có cái pha điều chỉnh khá là mạnh, sau đó thì đã tạo đáy và đã có sự phục hồi. Và khi mà phục hồi đến cái đường màu tím gọi là đường Fear Market này, thì các bạn thấy được rằng chạm vào đường đó thì chúng ta thấy BTC đã có cái sự điều chỉnh từ tháng 8 của năm 2012 cho tới tận khoảng thời gian đó là tháng 12 của năm 2012. Và khi đó, khi mà bứt qua được cái đường này rồi thì chúng ta mới thấy được rằng là BTC, đúng không các bạn, đã có sự tăng trưởng và đã lập đỉnh vào khoảng thời gian tháng 11 năm 2013. Khi đó đã đạt tới cái mức đó là 1.118 USD. Sau đó thì thị trường chúng ta bước vào giai đoạn downtrend phân phối và đã lập đáy, các bạn đã tiếp tục lập đáy vào năm 2015. Và sau đó các bạn thấy được rằng là thị trường chúng ta đã tiếp tục là có sự phục hồi trong năm 2016, đúng không các bạn. Và khi mà chạm vào cái đường Fear Market này thì các bạn thấy được rằng là lại có cái pha điều chỉnh. Các bạn thấy được rằng cụ thể là điều chỉnh từ tháng 6 của năm 2016 cho tới tận khoảng thời gian đó là tháng 12 của năm 2016. Khi mà bước qua được cái đường màu đỏ, đường màu tím, đúng không các bạn, đường Fear Market này, thì thị trường ta đã bước vào một tăng trưởng thực sự khá là ấn tượng và đã lập đỉnh vào năm 2017. Tương tự, các bạn thấy được rằng là năm 2017 kết thúc cái giai đoạn thị trường ta uptrend, đúng không ạ, bùng nổ, thì bạn thấy được rằng lại bước vào giai đoạn là downtrend phân phối và đã tạo đáy vào năm 2019. Sau đó các bạn thấy được rằng lại tiếp tục có cái sự phục hồi, nó khá là giống với năm 2023. Thì các bạn thấy được rằng lại chạm vào cái đường Fear Market màu tím này, vượt qua một đoạn, đúng không, vượt qua một đoạn, thì các bạn thấy được rằng sau đó có sự điều chỉnh thực sự mạnh, và thời điểm đó có sự kiện thiên nga đen diễn ra. Sau đó thì các bạn thấy được rằng là đến tận khoảng thời gian đó là tháng 11, đúng không các bạn, tháng 10 của năm 2020, chúng ta mới thấy là giá của BTC đã bứt qua được cái đường màu tím này và đã tạo thành một cái mùa bull run thực sự mạnh, đúng không các bạn, trong năm 2020 và 2021, và đã lập đỉnh vào tháng 11 năm 2021 với cái mức giá 69.000 BTC của 69.000 USD của BTC. Và sau đó thì thị trường ta lại tiếp tục bước vào giai đoạn downtrend phân phối, và các bạn thấy được rằng nó lại reset game một lần nữa, và BTC tạo đáy 15.000 USD vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Và đến thời điểm hiện tại thì các bạn thấy được rằng là giá BTC lại bắt đầu chạm vào cái điểm nóng rồi. Các bạn thấy được rằng là đã bắt đầu chạm vào cái đường Fear Market màu tím ở đây. Thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là chạt giá của BTC sẽ bứt qua được cái đường màu tím này, có thể là đưa giá BTC lên tới vùng giá 48-49.000, sau đó có cái pha điều chỉnh, có thể giống năm 2019, có thể giống như năm 2016, hoặc là có thể giống với lại năm 2013, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội hơn, đúng không các bạn. Và đặc biệt là những ai mà đang giữ USDT ở thời điểm hiện tại, hoặc là những ai mà đang giữ đô, đúng không, giữ đô, giữ USDT mà chúng ta chưa có cơ hội vào hàng, hoặc là các bạn mà mua rồi mà chúng ta vẫn còn thời điểm hiện tại, thì chúng ta vẫn đang chờ cái cơ hội chúng ta có thể trung bình giá ở những cái điểm vào tốt hơn. Thì các bạn cũng chú ý là khi mà nó chạm vào cái đường màu tím này lần đầu thì có sự điều chỉnh, nhưng mà khi mà nó đã bứt qua được cái chạt
cái hạt Fibonacci này rồi, đúng không? Cái đường mà Fibonacci màu tím này ấy. Sau đó thì bạn thấy được rằng là nó đã bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng, và khi nó quay xuống nó chỉ cần chạm vào thôi thì nó đã thành một cái đường hỗ trợ rất là mạnh, và các bạn thấy được rằng là đã giúp cho giá BTC có sự tăng trưởng thực sự mạnh các bạn ạ. Chúng ta cũng sẽ kỳ vọng cái điều đó trong năm 2024. Ok, thì ngoài cái thông tin khi mà chúng ta nhìn trên phân tích kỹ thuật, thì khi mà các bạn quan tâm tới tình hình kinh tế đi, thì các bạn thấy được rằng là trong năm 2024 ấy, thì có một cái vấn đề khá nổi cộm với các bạn ạ. Đó chính là cái vấn đề mà liên quan tới suy thoái kinh tế. Thì các bạn thấy được rằng là trong năm 2022 vừa rồi ấy, thì có rất là nhiều những chuyên gia, các bạn, rất là nhiều những nhà đầu tư, hoặc là những người, hoặc là kể cả những người mà người dân của Hoa Kỳ thôi, cũng đang cảm thấy khá lo ngại về cái vấn đề đó là khi mà Fed tăng lãi suất quá nhanh như vậy thì dẫn tới nền kinh tế sẽ bị suy thoái sau khi mà sau cái việc mà tăng lãi suất nhanh và liên tục như vậy, đúng không các bạn? Và năm 2022 đây là cái nỗi lo mà phải nói các bạn luôn là phổ biến nhất. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chúng ta phần nào đã giảm bớt cái nỗi lo khi mà chúng ta thấy là Fed, đúng không các bạn, đã đứng ra và đã gọi là đưa ra cái ý kiến nhận định cho rằng là sẽ không có một cái cuộc suy thoái nào, đúng không các bạn, là sau cái sự kiện đó là tăng lãi suất liên tục của Fed để giảm lạm phát các bạn ạ. Và thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy được rằng là có rất là nhiều những chuyên gia nhận định, phân tích cho rằng là khả năng là Fed sẽ có một cái gì các bạn, nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ có một cái đợt gọi là hạ cánh mềm, đúng không bạn, và suy thoái sẽ không xảy ra, hoặc là nếu có suy thoái thì sẽ suy thoái nhẹ. Thì theo cá nhân mình thấy ấy, nếu như mà suy thoái xảy ra mặc dù là nhẹ thôi, chỉ cần chớp nhoáng thôi các bạn ạ, chớp nhoáng đâu đó khoảng tầm 1 đến 2 tháng hoặc thậm chí 3 tháng thôi, thì đấy đã là một cái điều kiện thực sự lớn để cho thị trường ta có một sự điều chỉnh vào năm 2024 tới đây các bạn ạ. Và trên màn hình của các bạn ấy, thì các bạn thấy được rằng là đây chính là cái biểu đồ của một số những chuyên gia tổ chức đánh giá cái phần trăm suy thoái kinh tế có thể diễn ra trong năm 2024 các bạn ạ. Thì theo những cái biểu đồ này thì các bạn thấy được rằng là giới chức của Fed ấy, thì lại cho rằng là sẽ không có cái phần trăm nào dành cho cái việc đó là suy thoái kinh tế có thể là diễn ra trong năm 2024. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta phải nhận thấy ở đây đó là gì các bạn? Đó là khi mà trong năm 2019 các bạn, khi mà Fed liên tục in tiền ra để có thể là cứu trợ, đúng không các bạn, Covid đó. Đấy là sự kiện thiên nga đen, đúng không các bạn? Sau đó thì chúng ta liên tục nghe cái sự trấn an đến từ Fed rằng là lạm phát sẽ được kiểm soát này, khả năng lạm phát sẽ không diễn ra các thứ vân vân mây mây, đúng không các bạn? Sau đó thì các bạn thấy được rằng đùng một phát lạm phát, đúng không các bạn, bùng nổ, và chúng ta thấy Fed đã có tới 11 lần tăng lãi suất liên tiếp để kiềm chế lạm phát. Vào thời điểm hiện tại thì lạm phát đã được đưa về cái mức tầm 3%, đúng không các bạn? Thì đến thời điểm hiện tại thì Fed lại cho rằng là sẽ không có cái phần trăm nào dành cho việc đó, là đó chính là suy thoái kinh tế sẽ diễn ra vào năm 2024. Nhưng bên cạnh thì các bạn thấy được rằng là có đường cong lợi suất, và các bạn thấy được rằng là đường cong lợi suất thì lại đang cho thấy rằng trong 12 tháng tới có tới là 61% cái khả năng khả năng là nền kinh tế của Hoa Kỳ ấy sẽ bước vào suy thoái các bạn ạ. Như cá nhân mình nói, nếu như mà chỉ bước vào suy thoái nhẹ thôi thì đấy cũng đủ là cái điều kiện đấy là cái điều kiện đủ để cho thị trường ta có thể là reset một phát, đúng không các bạn, sau đó thì sẽ tiếp tục cái xu hướng tăng của nó. Vì thế là các bạn thấy trong quá khứ ấy, mỗi một khi mà đường cong lợi suất đấy cho thấy rằng là cái cuộc suy thoái kinh tế có thể diễn ra và cái phần trăm cao, thì các bạn thấy được rằng là đây là một cái chỉ báo khá là tin cậy, đúng không ạ, khá là đáng tin cậy luôn. Và trong lịch sử thì chúng ta đã thấy khi mà đường cong lợi suất cái phần trăm nó cao, đúng không các bạn, thì các bạn thấy là suy thoái kinh tế đã diễn ra và trong một số lần trong lịch sử rồi, đúng không, và đến thời điểm hiện tại thì các bạn thấy được rằng có tới tận 61%. Như vậy là theo như cái biểu đồ này thì cũng khá, cái phần trăm cũng khá là cao, đúng không. Trong khi đó thì các bạn thấy được rằng là khi mà tham khảo một số những cái nhà kinh tế, đúng không ạ, thì các bạn thấy có cả là Wallet Kumwer này, thì có tới là cho rằng là có tới 48% là suy thoái kinh tế có thể diễn ra trong vòng 12 tháng tới này. Ngoài ra thì các bạn thấy được rằng cũng tham khảo một số những người tiêu dùng, thì các bạn thấy được rằng là hoặc là một số những cái nhà đầu tư, đúng không bạn, cho thấy rằng là có tới 69% là khả năng là sẽ có suy thoái kinh tế trong năm 2024.
Ngoài ra thì các bạn thấy được rằng là có cả tham khảo ý kiến đúng không, các bạn của Goldman Sachs này thì có cho rằng là suy thoái kinh tế có thể là khoảng 15%, hoặc là các bạn thấy được rằng là dự báo của Bank of America này thì các bạn thấy là có khoảng tầm 35 đến 40%. Như vậy là thời điểm hiện tại ấy, cái vấn đề suy thoái kinh tế trong năm 2024 thì nó vẫn là một cái ẩn số, chúng ta chưa biết được rằng là liệu nó có xảy ra hay không, nhưng chúng ta cũng không phòng trừ trường hợp các bạn, và đây cũng là một điều mà có khả năng xảy ra. Ngoài ra thì các bạn thấy được rằng là có các CEO đúng không các bạn, thì cho rằng là có tới 84% khả năng là suy thoái kinh tế sẽ diễn ra vào năm 2024 các bạn ạ. Ngoài ra thì khi mà các bạn xem cái biểu đồ đúng không, giá vàng ở thời điểm hiện tại, cái này cũng là cái mà chúng ta khá là đáng quan tâm. Các bạn thấy được rằng là trong khoảng thời gian năm 2023 vừa rồi, tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, giá vàng đã tăng trưởng khá là mạnh các bạn ạ. Tăng trưởng khá là mạnh. Nếu như mà các bạn tính từ cái đáy mà có được vào khoảng thời gian đó là cuối năm 2022 và đầu năm 2023, bắt đầu khi mà có sự giá vàng có sự tăng trưởng đến thời điểm hiện tại thì đã tới 25%. Các bạn thấy được rằng là vốn hóa thị trường vàng thời điểm hiện tại nó cực kỳ lớn đúng không ạ? Lên tới 11 12 nghìn tỷ rồi. Nó gấp bao nhiêu lần so với lại thị trường crypto? Thị trường crypto thời điểm hiện tại nó có khoảng 1,7 nghìn tỷ thôi. Đó. Thì với cái mức tăng trưởng lên tới là 25% ở thời điểm hiện tại đối với giá vàng thì nó đã đấy là một cái sự tăng trưởng mà thực sự cực kỳ là ấn tượng rồi. Cái mức tăng trưởng cực mạnh của cực kỳ mạnh đúng không các bạn, cực kỳ lớn của vàng ấy, thì điều này nó cho thấy rằng là khả năng trong năm 2024 sẽ có một cái diễn biến gì đấy lớn đúng không ạ, diễn biến gì đấy lớn xảy ra. Vì thế là những nhà đầu tư hoặc là những giới chức hoặc là những cá mập cá voi họ ngửi thấy cái điều gì đó đúng không các bạn, vì thế là họ đang luân chuyển tài sản của mình tìm nơi trú ẩn mà không bị mất đi giá trị đúng không các bạn. Vàng là một cái loại tài sản được lưu trữ giá trị khá tốt để tránh cái tình hình gọi là lạm phát vân vân đấy các bạn ạ. Ví dụ là các bạn có tiền, nếu như các bạn mà giữ ở tiền thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng mất giá đúng không các bạn, hoặc là giữ tiền mặt thì sau này nó sẽ có nguy hiểm khi mà nguy cơ chiến tranh diễn ra hoặc là vân vân, nó lại nhiều thứ thì có thể là họ sẽ tìm những cái nơi trú ẩn đó là vàng đúng không các bạn. Vàng sẽ là nơi trú ẩn. Vì thế là các bạn thấy được rằng là giá vàng có sự tăng trưởng mạnh từ đầu năm đến giờ, và đặc biệt là các bạn thấy được rằng là mặc dù sau cái khoảng thời gian tháng 9 tháng 10 khi mà chúng ta thấy nó có sự điều chỉnh đó thì các bạn thấy rằng giá vàng có sự sụt giảm, thì có thể là thời điểm đó đúng không các bạn, cá voi cá mập họ chuyển từ vàng sang tiền mặt để có thể là mua những cái loại tài sản nó có giá rẻ, ví dụ đặc biệt là crypto, bitcoin chẳng hạn đúng không. Ở trong khoảng thời gian tháng 9 tháng 10 khi mà chúng ta thấy giá nó giảm mạnh đó thì họ gom vào thời điểm đó, và đến thời điểm hiện tại thì có thể là khi giá nó lên rồi thì họ lại bắt đầu chuyển quay lại để tích lũy vàng vân vân đúng không. Thì các bạn thấy được giá vàng tăng trưởng mạnh, nó dự báo rằng là thị trường có thể là khả năng nền kinh tế cũng như là sắp tới năm 2024 sẽ có một cái biến động gì đó đúng không, vì những nhà đầu tư lớn họ thấy ngửi thấy điều gì đó, họ đang luân chuyển tài sản của mình vào vàng để có thể tìm nơi trú ẩn chẳng hạn vân vân đó. Thì đấy chỉ là những cái lý do để các bạn có thể là tham khảo và có thể là thêm phần nào và đưa vào chiến lược của bạn trong năm 2024 sắp tới đây, để nếu như mà thị trường ta có những pha điều chỉnh chúng ta sẽ còn USDT để gom. Vì thế là video này các bạn xem chỉ mang tính chất tham khảo thôi, không phải là lời khuyên đầu tư các bạn nhé. Ok các bạn, thì video mình xin phép được kết thúc tại đây. Bạn nào thấy video hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, like video và nhấn vào nút chuông thông báo để ủng hộ cho team HTD Research các bạn nhé. Và xin chúc các bạn một năm mới tràn đầy năng lượng, nhiều sức khỏe, chúng ta sẽ gặt hái nhiều những cái thành công. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.